đây là một trong những trận đấu chúng ta đang dạy cho Hà Nội cách đánh đời 4. Vâng, dạy cho mấy anh em Hà Nội cách đánh đời 4 luôn. Min Oan bình thường người ta chơi Vai mà chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi chơi Y Thần đúng không ạ? Vâng, chơi Y Thần luôn. Upline là 165 đến chim sẻ và Nhất Nhôm đang quá bất lực với những con Y Thần Min Oan. Trong tay cái thủ chim sẻ, vâng, đỡ hộ thôi từ này cái và tỷ số. Ok, trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. Chúng ta là Min Seang AC Min, đội bạn là Rome Katha Seang AC, đội bạn hơn ta một chút xíu. Một Min Oan sẽ cân với một Katha bên phía đội bạn. Seang AC đương nhiên là cân nhau rồi, còn Roman sẽ nhỉnh hơn một con Min Oan còn lại. Đây là Min Oan sẽ ở trong cái. Mạnh Hào cũng là được cầm Min Oan trong cái. Như vậy sắp xếp chúng ta đang hơi tù khi để cho hai con Min Oan này trong cái. Để một AC của Hưởng ra đầu cánh và một con Seang của Huy ra đầu cánh. Thế thì sẽ có một cung A rồi. Sẽ có một cung A, nếu như đánh Min Oan đánh cung A thì lúc đó nó sẽ lại trở về cân. Đánh cung A sẽ lại trở về cân. Và nếu đánh ở một thế trận đời 4 thì đạp đôi Seang, đạp đôi Roman thì mình nghĩ cũng ngang ngang nhau. Và hot thì đều là hot AC thôi. Và đội bạn có Seang và Rome để có thể đánh đạp đôi, chúng ta cũng cung A Min Oan để kê nhà, kiểu kiểu vậy. Nói chung là một thế trận cân. Một thế bài quân cân ở trong trận thiếu này. Xây đấu đâu, trận thiếu đầu tiên trong trận đấu thứ hai. AC nhà Văn Hưởng gần góc 3 giờ này hoàn toàn có thể có một bài đấu mà sẽ dâng L lên chém cho Hưởng đánh cung R chủ lực theo máy huy thủ anh Huy. Bài đấu được cầm Seang, nó bày hiệu đưa về quả đầu có 6 cây dành cho em ở trong trận đấu này, hiệu đầu 6 con. Trận thiếu đầu tiên trong trận đấu thứ hai chúng ta cần phải trên hành trình những người đi gỡ cố gắng bật lại trong trận đấu thứ hai và trận đấu thứ ba. Và đến với trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai này, xin giới thiệu với anh em đại hội tuyển dụng hot nhất năm 2021 vào tháng 6 tại Hưng Yên và Thái Nguyên. Cơ hội đổi đời và đặc quyền có 102 dành cho các chiến binh bất động sản, công ty cổ phần đầu tư và phát triển TVT Land tuyển dụng các vị trí mới với mức lương vô cùng hấp dẫn. Giám đốc dự án lương từ 40 đến 100 triệu một tháng, giám đốc kinh doanh lương từ 30 đến 50 triệu một tháng, 20 nhân viên kinh doanh không cần kinh nghiệm sẽ được TVT Land đào tạo, và nhân viên lễ tân chỉ cần bạn yêu thích, đam mê kinh doanh và bất động sản, nhiệt huyết và máu lửa, muốn kiếm thật nhiều tiền, hãy ứng tuyển ngay hệ thống kinh doanh TVT Land. Hotline 0979 848 993. Hoặc em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để có thể trở thành nhân viên của hệ thống kinh doanh TVT Land nha anh em. Và chúng ta cũng quay trở lại với trận đấu này. Trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ hai. Và đang trên hành trình của những người đi gỡ khi mà thất thủ xe đầu rồi. Tài Seang của Huy đang có một bầy hiệu, một con voi đang cánh rừng gần nhà. Làm vào mi giò thôi. Với bài đấu này mới thua một trận, nhưng mà trong trận thua đó nó ẩn chứa cả một xe đấu, khiến cho chúng ta sẽ phải cố gắng rất nhiều trong những trận đấu tiếp theo. Vâng, câu voi về thôi. Đây con voi đầu tiên đấy từ cái của anh Huy. Bài Seang này mới chỉ một voi một hiêu và vẫn đang thiếu đồ cho em. Ui rồi ôi, tí chết dần, ăn hay hit luôn. Làm vòng video đây là máy của game thủ chim sẻ bài cầm Min Oan, một chiếc PS chay để ăn hiêu năm. Có đồ lùa về gì không? Vâng, giò khá rộng như cái thủ chim sẻ rồi. Một voi về nhà chính thôi. Một voi một bầy hiêu, bài sẻ lại xấu. Vài xấu như thế này vẫn chưa đủ đồ nên chim sẻ giò rất rộng vài cầm Min Oan. Không có gì ăn luôn ạ. Ảo thế. Vâng, không thấy gì ăn luôn. Đây có quả phụ. Mạnh Hào thì có voi có hiêu về rồi. Bài Min Oan Mạnh Hào nhìn qua cũng khá là khum đây. Đây là chiếc PS này cho anh. Chiếc PS thứ hai Hào đánh cung rồi. Hiêu đầu đôi voi. Và dường như có đồ gì đó ở trên mặt 12 giờ, đó là bãi quả phụ cho anh Hào đánh cung A trận này rồi. Và ta chuyển sang mặt máy game thủ Văn Hưởng. Bài cầm AC đang có một chiếc PS chay để ăn cả hiêu cả voi. 3 hiêu 2 voi. Chết dần. Và bầy hiêu bố 3 con ạ. Chết một dần đấy Văn Hưởng cho không để ý con sư tử nó đuổi theo nông dân vừa rồi. Thêm bầy hiêu 3 nữa thì cho em. Bài xấu đấy anh em ơi. Hiêu 4. Bài xấu anh em ạ. Bài xấu. Sẻ chắc dâng lờ lên chém được Hưởng rồi. Đây cái thủ chim sẻ đang kê bãi vàng và phải đi đập lô. Trời ơi bài này. Đau đầu đấy. Có voi đây. Và đó là một con voi cô đơn thôi. Có quả phụ kìa. Thấy thêm bãi quả nữa. Lên đời muộn nhưng mà có lực anh em ạ. Cảm ơn Đinh Văn Nam đã gửi tặng cái thủ chim sẻ nắng 50 sao nha. Bài đấu lên đời muộn nhưng có lực trận đấu này. Cố gắng thôi.
Và đeo máy của anh Huy. Bài cầm sen đang cơ cấu bãi vàng rồi. Đánh chém đầu cái, chúng ta xem Huy chém trận này thôi. Nói chung là Huy phải chém khỏe để cho Mạnh Hào có thể lên được cung A nữa. Để chúng ta theo dõi mặt máy kịp thủ anh Huy nha. Rồi bãi vàng. Và nằm bỏ về bãi vàng đến kịp thủ anh Huy chúng ta. Và đấu cầm sen của mình. Giờ để chạy bên ngoài. Do đẩy đi gặp ai đây? Thêm chiếc BG nữa. Kín vàng. Và cái bên kia thì cam quýt dường như đang đối đầu Văn Hưởng. Huy cái bên này vừa gặp giò của ai đó mà mình không kịp nhìn. Vậy là nhất nhôm xúc vào Hưởng à? Hôm nay là 25. Chưa gặp ai đây anh Huy. Và thủ 1B. Màu 6 đó là cam quýt. Như vậy là quýt ở cánh này. Quýt cầm ca tha. Và nâng cấp máy xe. Và đây là nhà ghi thủ cam quýt rồi. Đã phát hiện nhà đối phương. Xiên. Hai dân của đối phương sẽ nằm xuống tơ này. 1L1B. Xiên. Ăn được hai dân bên phía đối phương là đà bắt đầu đến. Thực ra cam quyết ở ngay trước cửa nhà Huy này thôi, nhưng mà em dò vào sâu dưới 9 giờ quá. Bánh gỗ ở không bánh xe, ngon. Như vậy là ăn được dân game thủ cam quyết khi mà quyết chưa bánh xe. Quyết vẫn đang không để ý, không biết là quyết đang làm gì luôn. Vẫn không thấy chạy dân mà thực ra là không bánh xe thì cũng chả chạy được. Đó. Yêu. Mày. Đen là tầm vừa rồi nhưng có bánh xe là té luôn. Dù gì thì quyết cũng đi một tầm dân khá sâu, gần chục dân của cam quyết nằm xuống. Và tham 25/48 cho bài đấu này. Đang cố gắng chém đi thủ anh Huy. Một bài cầm ca tha ở đầu cái. Rồi bạn đang kê PP của Huy. Lạc đà ngựa gió đang đẩy về. Thông tin báo về là Pháp đã gỡ hòa một đều trong trận đấu với Hungary. 25/48 cho bài đấu này. Chém thôi, chém thôi. Đây rồi, dân ăn hoang cầm quyết đứng chơi khá nhiều. Phù không lấy ra. Vậy, ôi, làm gì đây? Vậy, rồi. Kịp thời 7 tuần này. Rồi là chém dân cầm quyết chú ý giữ rồi. Không thấy ra phù nữa nhưng Quýt vẫn đang đi vào bãi và bãi ở trên lỗi nhà BP của Huy. Cái bên kia xem nào, Hưởng có tham không? Hưởng tham lại 22 rồi, yếu thế. Rồi giờ như bị nhất đầu dài chém vào. Xẻ tham lại số là 26 trong bài đấu với dâng lờ chém Văn Hưởng đối đầu màu 5. Đó là cái thủ Hoa Mai Nhi ở đầu cánh. Hoa Mai Nhi là người được cầm Roman. Và màu 5 bắt đầu vào quả chim sẻ rồi. Roman đây là thủ Hoa Mai Nhi. Chém cả nhà mùa 7 nữa. Mùa 7 là cái thủ Văn Nhất. Văn Nhất được cầm xe. Khả năng cao là Hào vẫn đang yên ổn thì phải. Bài xe này có khá đông lạc đà. Với bạn đang đánh thế đó chính là để cho một mình game thủ Vlog cầm cung AC rồi. Một mình chủ yếu đó là Vlog cầm AC. Sẽ đang cơ cấu bãi vàng của mình đây. Và cần phải quản được mong 5 và mùa 7 của phía đối phương. Theo máy của game thủ Mạnh Hào với tham lai là 47 rồi. Nga và được ruộng đường là rất nhiều và cần phải bo bế hai lớp mặt này. Ruộng là quá nhiều đối với Mạnh Hào và anh cần phải sóc quân đi. Đội bản bài AC sẽ đánh theo kiểu ốp thôi. Lên gỗ hai mình nghĩ là AC đánh kiểu ốp thôi nên anh phải trâu quân ra tăng Nga lên. Vẫn chỉ là 3 nếu Mạnh Hào. Lượng gỗ đang rất với cho anh và anh cần phải tăng Nga. Vừa Huy đã bắt đầu sách dân về đây rồi á. Nào đánh Huy bay này. À vâng, như vậy có cả cung R của bên lớp đẩy nên Huy bay rồi. Màu 8 đẩy thì phải chịu thôi. Vâng, lên 12 giờ mà hồi em ơi. Bị cả màu 8, màu 6 đẩy nên là Huy bay nhà. Đội bạn sẽ ốp vào Mạnh Hào ngay sau tơn này. Và cả màu 5 đang dồn dân Huy ở đây nữa. Giữ dân đi em. Và đeo máy game thủ chim sẻ tham lai 29. Văn Hưởng tham lai là 36. Cần phải nở tham ra và chơi lại xem bên phía đội bạn. Xem đội bạn là rất đông. Vấn đề là Mạnh Hào phải tăng Nga. Đội bạn sẽ ốp tơn này đấy. Và đang tăng BA thứ 4 đến từ game thủ Mạnh Hào chúng ta. Tăng Nga nhiều lên và bo nhà cứng mặt này đi. Mặt này sẽ mặt yếu nhất dành cho anh. Và nếu như thủ thì phải đen ruộng ra mới thủ được. Các bạn có nhìn thấy mặt này không? Tăng BA thứ 5, tăng BA thứ 6 luôn đi cũng được. Và sóc quân nhiều lên, giáp 4 lên. Phải là giáp 4 nữa. Đội bạn đẩy bay nhà game thủ anh Huy rồi. Nhiều khả năng sẽ lao vào nhà Mạnh Hào. Giáp vẫn đang là giáp 2 thôi. Và cố dí cái giáp 4 đi anh ơi. Và vẫn đang sắp đều cung A đã đến từ cái thủ Mạnh Hào chúng ta. Rất căng thẳng.
Và Huy đã bị cam quýt và ghi thủ về lớp đánh bay. 41 dần đi ở ghi thủ về lớp. Gió Mạnh Hà tham lai đội 71. Bây giờ mới lên giáp 2. Ok, bây giờ đưa công an ra lên giáp 2. Nâng lên nhanh 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 nhanh. Còn lên cái giáp 4 trong cung gian vàng 2 đi. Và dần này xong là tứa lừa đi. Mạnh Hào tòe loe lừa dần ra đây rồi. Và chú ý cho dần ăn gỗ làm việc đi kìa. Không làm việc kìa, nó đứng nhìn kìa. Rồi. Và bung gian vàng 2 đi, bung nhà chính ra, gỗ đang hơi vơi. Nâng bản đồ. Và đây là máy cái vụ Văn Hưởng. Văn Hưởng tham lai đang số là 36. Như vậy rồi bạn quyết định đánh hết những nhà vệ tinh xung quanh và cô lập liên hoàn Mạnh Hào rồi. Các bạn sang đấm Văn Hưởng. Và tuần này mình nghĩ ở bên lớp đẩy thì Hưởng rất khó đỡ. Lộ quanh ruộng ông sẻ giờ chạy đi, lộ mốt rồi. Và đây là máy cái vụ chim sẻ, lộ quanh ruộng rồi. Sẻ tham lai đằng số là 34/40. Đến hết để lấy lại gỗ. Sẻ với tham 3x này, sẻ quẩy thế. Tham 34 này quản nhanh màu 7, màu 5 đi em ơi. Huy cố gắng chơi màu 6 đi. Và Huy tham lai chỉ còn là 16 thôi. Và hồi đây nó chém cho thì bánh nóc lạc đà nó bên trong kìa ông thần. Tao thần kinh với mày mất. Và ôi dồi ôi. Đau đầu anh em ạ. Xe ăn sủng như này. Xe đang vào chém nhau vào năm của game thủ Hoàng Mai Nhi đây rồi. Về lớp đứng kê luôn rồi. Có cái gì ở đây đây? Vâng, chém vào năm nó phát hiện ra chỗ này luôn ạ. Vâng, đau chưa? Thôi kéo lạc đà về bổ thôi. Vâng, Huy lú quá. Rồi bạn gọi cả game thủ bên lớp ra đây để bổ chim sẻ rồi. Nhân sẻ chứ còn nách bạn gọi ra bổ rồi. Sẻ nó phải bắt con ngựa trước xong vào giải quyết mấy con ngựa chém mà thoát dân đi. Giải quyết mấy con ngựa chém này mà thoát dân đi em ơi. Chém cung ngựa rồi bạn rồi. Nhanh 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 nhanh. Xuống chém mấy con ngựa chém màu 5 mà thoát dân đi. Mấy con chém hết tôn dân này là đau lắm. Vâng, màu 8 đang dí vào. Sẻ đang sợ bị xúc. Vâng, vào chém màu 8 đúng rồi. Chạy dân đen bé chạy dân luôn. Chạy 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 chạy. Và Hưởng đang có mặt đây nữa. Chạy đi. Và đây là mặt máy của kinh thủ Văn Hưởng tham lai 35. Hào đã bắt đầu kinh 4 rồi. Đây là mặt máy kinh thủ Mạnh Hào BK rồi. Và rất căng gần 10 nhà BA đấy Mạnh Hào. May quá bạn cũng hốt Mạnh Hào lên giáp 4 rồi. Nhưng thế trận này bạn đánh hết nhà vệ tinh chúng ta thì bạn sẽ hồi theo kiểu đánh theo kiểu 4 nhà khỏe anh em ạ. Bạn sẽ đánh theo kiểu 4 nhà cùng khỏe. Hào đang tăng Nga chứ không phải là bài đi dâng Nga. Đánh về một thế trận đời 4 ngay từ đầu tôi đã nói bạn rồi. Thì bạn có hai đạp đôi tuyển. Đó là Roman và Seng. Còn đội bạn sẽ để cho AC lên 4 đầu tiên. Sau đó Roman hoặc Anh Nhi sẽ ngồi lên 4 rồi đi đạp. Còn AC đi áp lực đi chiếm vàng. Và để cho chúng ta phải đứng ở thế thủ. Lúc đó thì cả bản đồ sẽ của đội bạn luôn. Thế là chúng ta sẽ phải cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu lên đi. Bây giờ chúng ta mới là người đang gặp khó này. Và đồng đội hồi thì rất yếu khi mà ông Anh Huy bị bổ về tham 1x. Đây là máy Huy này. Con Seng một con đạp đôi ngon thì chúng ta tham 18 thôi. Còn đang ngồi sóc dân bao giờ mới nở được dân ra. Văn Hưởng cầm AC tham lai 37 đây. Đang chạy về nhà Mạnh Hào để hồi. Và đến cam quýt cầm Kata đầu cánh tham lai còn 5 xịt thì tôi không hiểu là sẽ chơi kiểu gì đây. Lớp đã lên 4 xong. Và sẽ Hào cũng đã lên 4 xong. Phải đẩy thôi, phải đẩy thôi, phải đẩy thôi. Bắt buộc phải đẩy thôi. Và Minh Hoan với Mạnh Hào tham lai 140 rồi. Bản đồ đã có. Dân Mạnh Hào ngang dân bên lớp thôi. Bên lớp 73 dân, Mạnh Hào 67 dân. Tham lai chúng ta đang đè bạn một tí kìa. Thì Mạnh Hào tham lai đang quá to. Mạnh Hào tham lai đang quá to trận đấu này. Nâng cấp trận gỗ 3, nâng giáp 6 chưa. Vâng, nâng giáp 6 cái kiểu lên. Bo nhà loằng hoằng và đẩy cung A đi, đẩy cung A đi. Nhanh thông quân Roman nó lên 4. Vâng, BA tiếp theo Mạnh Hào hay quá. Bơm đồ cho ông Huy, ông hồi lại cái cắn răng cắn cỏ lại mày Huy hồi đi. Vâng, bung nhà chính ăn vàng. Mình đã không ngồi gần các game thủ anh em nhá. Nên mình sẽ không có tình huống gây áp lực gì các game thủ cả, mong anh em hết sức thông cảm. Vâng, sóc A rồi. Vâng, liệu rằng game thủ Vlog có thủ ca trận đấu này gỡ hay không? Hay là đội bạn sẽ đi công ca? Vâng, mình nghĩ là đội bạn sẽ đánh cho kê cho Roman lên 4 chứ đội bạn không đi công đâu. Hào đang nhồi đồ liên tục cho anh Huy khi mà Mạnh Hào gần mid time rồi. Vâng, đây là BK đến từ người cầm màu mấy? Ông nào đây? BK của ông màu mấy đây? Vâng, màu 7 nhất nhôm đóng ca này, thật kinh mất rồi. Xéng đầu cánh đóng ca này. Vừa phải luôn nhá. Mày đóng ca, mày đóng ca. Bắn vào mồm mày luôn. 170 đến từ game thủ
Vâng, bắn luôn vào nhà của game thủ màu 7 dành cho Mạnh Hào. Vâng, Roman Hoàng Mai Nhi cũng đang ngồi rất mạnh rồi. Hào sẽ bắn bay nhà Nhất Nhôm luôn. Vâng, bắn đi. Bài Kata đội bạn chỉ là bài bơm đồ thôi, Huy phải hồi thật nhanh. Cái con đạp đôi xe của ông anh Huy là con đạp đôi rất quan trọng. Hot AC bắt đầu mang sang đây để kê rồi. Vâng, cung A đời 4 của Minwan thì chưa bao giờ biết xoắn những con hot của AC cả. Vấn đề nó phải tụ lại được cơ. Vâng, đốt nhà chính. Ơ, hay nhà chính kích 4 của đội bạn nhỉ? Vâng, tham lai là 177. Hưởng đang hồi bên trong, Hào phải dí thêm cung A lên. Tất tay đi, không ai đánh anh cả, đẩy tất thôi. Hay một tên bắn trong màu 6, đúng rồi. Đẩy một tên bắn trong màu 6. Màu 6 là người bơm đồ phía đây bạn. Đẩy màu 6 một tên, chuẩn rồi. Vâng, tụ lại nào. Bắn nổ nhà chính của game thủ Nhất Nhôm luôn. Dành cho game thủ Mạnh Hào. Đây, đang bắn đây. Hàm Lai đang số là 172 đấy, game thủ Mạnh Hào chúng ta. Nhất Nhôm đang chạy đi hồi. Và Hào vẫn đang nhồi đồ cho anh Huy, phải nói là hơn con bọn. Nhồi đồ tất tay luôn rồi đấy. Hàm Lai 180 vẫn đang nở tham, nó quá nhanh cho Mạnh Hào. Bung gian vàng nhiều lên anh ơi. Tầm này thì không có dựa vào thằng nào cả, tự thân vận động thôi. Đây này, đấm màu 6 đi. Này thì bơm đồ này, hôm nay chắc chắn ông bơm đồ luôn. Đây là cung những con lạc đà đội bạn. 177. Vâng, công nghệ nó nảy liên tục để cho game thủ bên phía team FPS. Bạn nhìn thấy điểm công nghệ nảy liên tục rồi. Sẽ chuyển cung A hay áo nữa này. Thật kinh mất. Và màu 8 đang sang thủ nhà cho game thủ cam fit vì đây là cái máy bơm đồ bên phía đối phương. Mạnh Hào đúng một trận chủ lực và đang nuôi đồ đồng đội hơn nuôi con. Anh bơm đồ quá khỏe. Và tạm lại là số là 182 dành cho game thủ Mạnh Hào chúng ta. Chú ý bắn đi, bắn mấy con lạc đà màu 6 kia. Vâng, cung A là rất nhiều. Tham 2 lít rồi, bơm đồ đi. Vâng, bơm đồ. Tăng A liên tục, với cái thế cung A như thế này thì gần như là không ai có thể công phá vào được nhà chúng ta, trừ những con đạp đôi đời 4. Và Roman đội bạn đã lên 4 xong. Đội bạn đã có một AC, một Roman lên 4. Ông Huy lên 4 chưa? Và đây là máy của cụ Huy. Và cụ Huy vẫn đang đời 3, cụ Huy đang kích 4 và vừa hóa đời 4 xong thì cụ Huy. Cụ đang tăng BL rồi. Vâng, ơn rời nhưng cụ chưa kích đạp đôi. Vâng, kích được đạp đôi đến từ cụ Huy. Tăng thêm BL trong trận đấu này. Chiếm vàng đi. Vâng, sẻ đang chuyển qua hai áo. Ôi, nâng cấp bản đồ, đừng nâng đào đá. Đây là máy Mạnh Hào, xem Mạnh Hào đẩy nào. Một trận chủ lực mẫu mực đến từ Mạnh Hào chăng? Highlight để cho anh chăng? Vâng, dăm 30 con hot AC này, bơi hết vào đây. Vâng, cháu gà này. Đứng lại hộ cái và về lớp dí thẳng vào bắn luôn. Cực kỳ gấu đến từ game thủ về lớp, anh quá đầu gấu tuần này. Vâng, anh dí thẳng vào cung A của Mạnh Hào. Vâng, tôi không hiểu. Vâng, về lớp định làm gì đây? Anh bị ngáo rồi. Vâng, anh quá hổ báo tuần này. Vâng, đây là cung A và anh lớp. Vâng, về lớp lao thẳng vào cung A của game thủ Mạnh Hào. Vâng, càng thế là rồi, ôi. Vâng, Mạnh Hào cũng chết hết cung A chúng ta vừa rồi. Vâng, đúng là về lâu một game thủ hệ bất cần đời anh em ạ. Chính cái sự bất cần đời của anh khiến cho game thủ Mạnh Hào vâng bị hớ tầm vừa rồi. Nhưng dù gì thì cả hai bên đều thiệt hại thôi. Bơm thêm đồ chim sẻ, sẻ lên một đánh hai cung A luôn. Đánh hai cung A luôn cũng được. Vâng, về lớp ngáo nhưng chính cái sự ngổ ngáo của anh lại khiến cho anh ăn được tân cung A vừa rồi của Mạnh Hào ạ. Cay thật. Tham lai là 158. Vâng, kê cung A ăn vàng đi. Sẻ kích 4 rồi. Sẻ tham lai 53 thôi. Đạp đôi đã có đến từ anh Huy. Vâng, đề nghị anh Huy đóng nhiều nhà BL ra. Đang thiếu gỗ. Vâng, Mạnh Hào bơm gỗ cho anh Huy đi. Bơm gỗ cho thằng Huy đi. Vâng, điếc à, không nghe thấy tôi nói gì. Cần phải bơ, có một tình huống bơm gỗ cho anh Huy đấy. Mạnh Hào, anh đang cầm gần 2.000 gỗ. Huy hết gỗ rồi kìa. Và đây là lạc đà màu 7. Đây là bàn máy của thủ anh Huy. Anh Huy tham lai là 143/144. Vâng, không có cả gỗ để đóng A luôn. À, không có cả gỗ đóng E luôn. Vâng, Mạnh Hào bơm gỗ cho Huy đi. Ba Huy phải đẩy đạp đôi thôi. Hào vẫn đang kê ăn vàng. Hào chỉ kê ăn vàng trận đấu này thôi, chỉ kê ăn vàng thôi. Vâng, mình không ngồi gần các game thủ anh em ơi, mình không ngồi gần các game thủ. 154 đấy Mạnh Hào rồi, kê được bãi vàng này rồi, cung A rất nhiều, không bao giờ sợ hot AC cả.
Đạm đôi chưa bao giờ biết sợ Hot AC luôn. Vâng, ông Hào vẫn cứ cầm 1.500 vàng này, bơm bớt vàng, à bơm bớt gỗ đi, cầm 1.500 gỗ này. Xẻ đã bị đạp đôi bạn đạp vào đây rồi. Cơ sở hồi được cầm điện luôn, xẻ lên 400 chưa? Xẻ lên 400 rồi, đang nâng liên tiếp công nghệ. Tham lai 64 đấy, đủ chiếc trẻ đang ra. À, vâng, xẻ chơi bài dị anh em ạ. Ôi trời ơi, ông đánh cũng nga cơ. Vâng, bài cũng đánh cũng nga. Vâng, đây là Huy, Huy ơi ơn rời. Vâng, anh cắn răng cắn cổ anh lại em. Vâng, lại 9 vương trời lại 10 vương Phật phải làm vào giữa đôi cơm đôi bạn cho anh. Đạp nó đi. 150 đến từ anh Huy rồi. Vâng, ông sẽ đánh y trận này anh em ạ, đánh y. Đánh y trận này anh em ạ. Vâng, Huy đạp giữa đôi cơm đôi bạn đây rồi. Vâng, cậu Huy quay trở lại rồi. Một trận này mà thắng được thì kinh lắm đây này anh em ạ, trận này thắng được thì ngon này. Vâng, chỉ còn hai con đạp đôi trong nhà nữa thôi, bắt nốt nó đi. Đạp đi. Bò nhà cứng vào, ông sẽ đóng toàn BI ở đây rồi. Vâng, bây giờ vẩy cái bóng BL kia ra thì không đưa đạp đôi ra ngoài được. Thần kinh mất. Timeline 160. Vâng, anh Hào đâu rồi? Một trận siêu phẩm chủ lực đến từ Mạnh Hào với timeline là 170. Và sẽ đã bắt đầu có những con y đẹp đầu tiên. Bắt đầu có những con y đẹp đầu tiên. Timeline 172 dành cho cái vụ Mạnh Hào, chúng ta dẫn chơi hơi nhiều nhưng đã không đưa được ra bên ngoài. Vâng, vàng vẫn còn rất nhiều nha, rất nhiều vàng, rất nhiều vàng. Văn Hưởng cầm AC timeline cũng 1 lít ạ, đi quản vàng, đi cướp vàng chuẩn quá rồi Hưởng ơi. Anh em trận này thi đấu được đấy. Thời điểm đầu chúng ta hơi thọt vì bài chúng ta xấu hơn thôi. Nhưng về một thế trận đời 4 thì chúng ta đang đánh cho Hà Nội hiểu vâng thế nào là cách đánh đời 4 anh em ạ. Chúng ta đang đánh cho Hà Nội hiểu thế nào là cách đánh đời 4. Mạnh Hào timeline 172. Đạp đôi bạn đang lao vào cung A giáp 6 của anh. Anh cũng quá nhiều cung A trận này. Vâng, trận này mà ông nào còn chê Mạnh Hào đánh chủ lực ngu nữa thì tôi chịu. Vâng, trận này ông nào mà chê Mạnh Hào đánh chủ lực ngu nữa thì chịu nhá. Vâng, đánh chủ lực trận như thế này rồi mà còn bị chê nữa thì chịu đấy. 175. Đây là màn máy game thủ anh Huy. 155. Vâng, tiếp tục ngồi vào giữa nồi cơm nồi bạn đến từ game thủ anh Huy chúng ta. Ở đây có nồi cơm màu 8 của bên lớp, có nồi cơm của game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, chúng ta đánh bay nồi cơm điện nồi bạn nhưng mà em vừa thiệt hại cũng có 20 dân. Vâng, em làm bay nồi cơm nồi bạn nhưng em thiệt hại 20 dân. Màu 7 lên 4, xe Nguyễn đạp luôn. Tập này đạp tất. Mày đạp hết cho anh gái Huy ơi. Đạp hết. Vâng, đạp hết tất này thôi. Vâng, vẫn là 150 đấy anh Huy. Trong khi đó thì đây là màn máy game thủ chim sẻ. Vâng, khi mà sẻ ra sân thì mọi thứ nó mới khác biệt được anh em ạ. Đây là những con y anh em nhá. Vâng, nào. Với ông đạp đôi. Vâng, làm con y thần nhờ. Làm con y thần minh oan cho đội bạn sợ nhờ anh em nhờ. Vâng, một chiến thuật cực kỳ dị anh em ạ. Một chiến thuật cực kỳ khác biệt. Chúng ta chơi y luôn. Chơi y luôn anh em ơi. Vâng anh ơi, anh em thông cảm là đang vào cái thế nó sung mãn như thế này thì em có nói hơi to thì xin lỗi anh em. Vâng, đang sung quá anh lại bảo nói bé đi, em không nói bé được. Vâng, nào, đây, các anh đạp đi. Ôi trời ơi. Vâng, em chơi y các anh ạ, các anh đạp hộ em cái. Nào, anh Hoàng Mai Nhi, anh Văn Nhất, anh vào đây. Vâng, đạp hộ em với cái con nhọn nhọn này cái, với con cầm tâm này thôi. Vâng, thanh niên cầm tâm đây, anh đạp hộ em cái. Nào, này thì đạp với chúng tôi này. Bung gian vàng thôi, vâng, chơi y đấy. Chơi y này mới đau cơ. Vâng, khá cái cổ rồi. Tăng nhiều y hơn đến từ chim sẻ. Vâng, quá cay, những con y này mới đau đầu này anh em ạ. Những con y này mới đau đầu đây. Đây là mặt máy của game thủ Mạnh Hào. Vâng, Mạnh Hào vẫn 214. Ui xổi, ôi ông Hào cầm đồ. Vâng, tôi thần kinh ông này mất. Ông cầm đến 4.000 thực 3.000 vàng làm cái mẹ. À, giờ xin lỗi, làm cái gì không biết. Bơm đi. Tham 211 có nở được nữa đâu. Vâng, cái gì đây? Ui dồi ôi, vâng. Như vậy đội bạn có một tổng tấn công vào nhà của game thủ Mạnh Hào với đạp đôi và Hot. Đạp Roman và Hot AC. Vâng, Mạnh Hào vẫn đang có rất nhiều cũng à. Anh vừa tụt tham, nhưng tụt tham để có thể nở tham. Tụt tham để có thể nở tham anh em ạ. Vâng, đội bạn đang công vào mặt này là rất nhiều. Cũng à đứng cao lên trên dốc này nào, mời các anh vào đây. Vâng, đây là máy game thủ anh Huy. Anh Huy tham lai 173. Vâng, đẩy lên rồi. Trong khi đó đây game thủ chim sẻ với tham lai là 103 rồi. Chủ động đi chiếm vàng. Và đang đạp cho nhất nôm nhả nhựa ra rồi. Đạp nhất nôm nhả nhựa ra rồi. Đây là mặt máy của game thủ Mạnh Hào. Nào anh có đỡ được không? Một trận chủ lực. Vâng, nếu như trận này thắng thì đúng là phải gọi tên Mạnh Hào thôi. Siêu chủ lực trận đấu này.
Anh đã bơm đồ quá khỏe, anh đánh cung A như thế này thì đúng là không ai có thể chê trách anh được nữa cả. Một trận cầm cung A cũng là cân bản đồ đấy thưa Mạnh Hào. Vâng, anh lên 4 và anh bơm đồ nuôi cả ba nhà lên 4 luôn. Vâng, em không nói bậy đâu, anh em không nói bậy đâu. Vâng, sao phải cứu anh em? Cái con Min One này mà còn cần cứu nữa thì chỉ có thể là đợi đi. Vâng, anh em nghĩ là đội bạn công được 3 bài Min One này của Mạnh Hào á. Công hộ tôi gái. Vâng, công hộ tôi bài Min One này gái. Vâng, đứng lại bắn đi. Vâng, làm sao? Trong khi đó thì Sẻ và anh Huy đang công lên cực giác ở mặt này với tham lai là 194 về đóng nghe hộ anh gái Huy ơi. Vâng, đóng nghe đi. Còn sáng đây đỡ nhà cho Mạnh Hào làm cái gì? Vâng, cũng em biết là nó chất lắm em ạ. Dăm ba với con hót ấy xì này, lớp cháo gà này, lớp cháo gà này. Vâng, như nào? Chơi luôn tận này về lớp đứng im hưởng thụ rồi, anh ăn cháo gà rồi. Trên hết toàn bộ hót đầy đầu thủ bên lớp chúng ta. Huy đang có tham lai là 157. Bắn hết nguyên hai kích hot của bên lớp trong tình huống vừa rồi. Đây là một máy game thủ Mạnh Hào siêu phẩm cho Mạnh Hào trong trận đấu này với bài đánh cung A cân bản đồ. Vâng, dăm ba với con đạp đôi này, vâng, hưởng còn lên 4 luôn. Hào nuôi cả hưởng lên 4 trận này luôn. Nuôi 4 nhà lên 4 lên Mạnh Hào luôn. Đây là một máy game thủ chim sẻ. Em ơi, cho anh xem cái con mấy con y thần Min One gái. Cho anh xem mấy con y thần Min One gái. Chúng ta đang đánh cho Hà Nội hiểu thế nào mới là cách đánh đời 4, anh em hiểu không? Min One đánh y thần trận đấu này, đánh cho Hà Nội hiểu thế nào mới là đánh đời 4 anh em ạ. Vâng, Hà Nội được mệnh danh là một team đánh đời 4, phải nói là mạnh nhất Việt Nam, mạnh nhất thế giới. Nhưng team FBS đang chứng tỏ cho team Hà Nội thấy thế nào mới là cách đánh đời 4. Bây giờ tôi đố anh em tìm thấy được BL-17 ở đâu đấy. Vâng, tôi đố anh em tìm thấy được BL-17 ở đâu đấy. Vâng, Nhất Nhôm bị xiên bay hết BL ở đây rồi. Đã nhìn thấy BL của Nhất Nhôm, khản hết cả cổ rồi. Vâng, đây là một trong những trận đấu chúng ta đang dạy cho Hà Nội cách đánh đời 4. Vâng, dạy cho mấy anh em Hà Nội cách đánh đời 4 luôn. Min One bình thường người ta chơi mai mà chúng tôi không làm điều đó. Chúng tôi không làm điều đó, chúng tôi chơi y thần đúng không ạ? Vâng, chơi y thần luôn. Hàm lại là 165 đến chim sẻ và Nhất Nhôm đang quá bất lực với những con y thần Min One. Trong tay cái thủ chim sẻ, vâng, đỡ hộ tôi tên này cái và tỷ số 1-0 trong trận đấu thứ hai dành cho game thủ đến từ team FBS. Và một siêu phẩm đến từ Mạnh Hào, chúng ta đã dạy cho Hà Nội biết thế nào mới là đánh đời 4 anh các bạn.